Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip so sánh nhanh giữa cái 61E cộng và 61D cộng của hãng Unity. Đây là hai cái đồng hồ cùng dòng 61. Tuy nhiên 61E cộng thì là nó được đánh giá cao hơn là 61D cộng vì bổ sung rất là nhiều chức năng. Và nó cũng có hiển thị số đếm là 22.000 số đếm, cao hơn cái 61D cộng là chỉ có 6.000 số đếm thôi. Các phụ kiện đi kèm với hai cái đồng hồ này thì gần như là cái que đo này là cùng một loại này. Ở đây là hỗ trợ là đo dòng đến 20A là que đo. Que đo này thì nó có mạ vàng, đầu mạ vàng. Đây là cáp kết nối máy tính. Với 61D cộng thì nó có thêm cái que đo nhiệt độ. Nhưng 61E cộng thì nó có cái phụ kiện dùng để đo cái transistor và những cái linh kiện dán. Về ngoại hình thì hai này giống hệt nhau. Các cái nút bấm này bố trí cũng rất là giống nhau. Và hiện nó chỉ khác là những cái vòng chức năng. Hôm nay mình sẽ làm so sánh nhanh về cái đo điện áp DC cũng như là đo tụ và đo điện trở, một số cái tham chiếu để so sánh nhanh xem thử là cái độ chính xác giữa hai đồng hồ này nó chênh lệch nhiều hay không nha. Thử mức 7,5. Đây là hiển thị 7,50 và cái này là 7,495 496. Trên cái này là đang ghi là 7,5 nè. Cái này là khi mình mua về thì người bán họ đã đo và họ ghi cái số này dựa trên cái thiết bị của họ. Này 5V nè, 5,001 và 4,997. Hai phẩy bốn chín chín nè, 2,498 nè. Do cái này chỉ có 6.000 số đếm nên trên mức 6V đó, là nó chỉ hiển thị được hai số lẻ thôi. Còn cái này thì nó có 22.000 số đếm do nó hiển thị được 3 số lẻ. Nhưng mà nhìn cái này thì nó lại tròn với lại cái thiết bị tham chiếu này hơn. Cái này là 10, 7,5, 5 là đều tròn hết. Tiếp theo là mình sẽ kiểm tra điện trở và tụ điện. Ở bên phải mình đây là cái que đo của cái 61E cộng ở mức 10 ohm. Trăm ohm. Khá là chính xác so với lại cái thiết bị tham chiếu này. Đây trên cái này nó ghi là 999,7, cái này là 999,4. Thêm 10 ký nữa. Trăm ký. Tiếp theo là chức năng đo tụ điện, dịch chuyển về cái tụ điện.
106, cái này hiện là 101. Đây là 994. Là 1. Đây là 10 nano này. Một cái năm một u thì chuyển cái đo sang cái đo tủ này. Đầu tiên là đo ôm nha. Phía 2 ôm. Trăm phẩy năm. Nên là trăm một ký kilo ôm. Mười ký. Đây là 100. Tục là mình sẽ chuyển qua cái thang đo tụ. Không phải 11. Này 1 nano. Đây là cái bảng này là 994. Mười, 10,22. Như 1,5, 1,4. Không phải 97, này là 1 u. Để đo tần số thì trên hai đồng hồ mình chuyển về cái thang đo head nè. Đây là thang đo head. Và ở đây mình có một cái máy phát xung của Unity UTG962E. Loại này thì maximum nó ra đến 60 MHz sóng sin. Mình đang để chế độ là tần số là 10 mê. Bật lên nha. Tiếp tục tăng lên. Hai mươi B. Cái 61D cộng này nó chỉ đang đo đến tầng 12 mê là nó hết lên được rồi. Thì cái 61E cộng nó vẫn còn lên được. Thì tần số theo cái thông số này là nó đến 220 MHz. Tuy nhiên không có cái thiết bị để kiểm tra đúng cái tần số theo cái nhà sản xuất công bố hay không. Đang ở 60 MHz này, 60 MHz này.
duty cycle hiện giờ đang này là 48,8. Đây là dạng sóng vuông, vậy có thể nói là cái tần số tối đa của cái 61D cộng khoảng 12 m thôi. Bên tay phải đây là cái 61E cộng và bên tay trái là cái 61D cộng. Cái điểm khác biệt là cái vỏ ngoài của cái 61E cộng là nó có thêm một cái tấm kim loại để chống nhiễu cho cái các thiết bị bên trong. Trong khi đó thì 61D cộng thì không có tấm kim loại. Thiết kế của cái hai cái đồng hồ này có một số cái điểm nó gần giống nhau và một số cái thứ khác nhau, ví dụ như đầu vào đều thiết kế khá là giống nhau. Tuy nhiên có thể nhận thấy cái này nó có một số cái chi tiết được mạ vàng, đây thì không có, sử dụng cùng loại cầu chì 1A 10A, cái sun thì hai cái dạng nó khác nhau. Số lượng PTC của cái 61E cộng thì nó có 4 cái này, này có 3 cái. Chúng ta có thể nhìn rõ một số cái linh kiện ở trên cái 61D cộng. Chip này đã bị cạo một số hiệu rồi. Cái đồng hồ 61D cộng này thì nó có 6.000 số đếm và nó hiển thị chức năng thì cũng đơn giản hơn so với cái 61E cộng. Hai cái này thì chênh lệch giá nhau khoảng 400-500 nghìn, tùy cái nhu cầu là bạn cần đo nhiệt độ thì có cái 61D cộng. Cái 61E cộng thì lại không có đo nhiệt độ, là có đo một số linh kiện khác và nhiều chức năng khác như là AC cộng DC này, rồi low pass fill nè. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.